À, xin chào tất cả các bạn, mình là Cường, hiện tại là kỹ sư của công ty Tiên Phát số 8. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về quy trình thi công bể phốt, một quy trình khá là quan trọng trong việc xây dựng nhà phố. Làm sao để xây dựng một cái thi công cái bể phốt đạt hiệu quả, đúng kỹ thuật. Như các bạn đã biết thì bể phốt thì có chức năng đó là chứa những chất thải vừa ở dạng rắn và dạng lỏng, sau đó nó sẽ được lưu trữ một thời gian rồi phân hủy thành dạng lỏng và đi ra hố ga của thành phố. Vì vậy cái việc mà thi công đúng kỹ thuật cho bể phốt để cho một cái quá trình hút bể phốt lên tới vài chục năm thì đó là vấn đề rất quan trọng. Thường đối với công ty Tiên Phát số 8 rất chú trọng đến việc xây bể phốt. Ví dụ như tại bể phốt ở công trình thì bể phốt cấu tạo thường có 3 ngăn, đó là ngăn chứa, lắng và lọc. Thường thì ngăn chứa sẽ có cái thể tích lớn nhất, sau đó là đến ngăn lắng và lọc. Thì các chất thải sau khi đi xuống ngăn chứa sẽ được các vi sinh vật phân hủy, sau đó chuyển qua ngăn lắng, tiếp tục cho lắng đọng một thời gian và chuyển qua cuối cùng ngăn lọc, để từ ngăn lọc đi ra quốc gia thành phố. Và nếu như xây bể phốt không đúng quy trình thì có thể dẫn đến những việc như bị xì bể phốt tràn các chất thải ra ngoài, rồi làm ảnh hưởng tới cái nền móng của mình cũng như ô nhiễm môi trường. Hoặc là nếu như không để ý đến vấn đề thông hơi cho bể phốt thì sau một thời gian với điều kiện áp suất lớn nữa thì cái khí metan sinh ra trong bể phốt sẽ gây bị nổ bể phốt, làm ảnh hưởng đến khu vực nhà của mình. Chúng ta không nhất thiết phải xây bể phốt theo một cái quy chuẩn như thế này, mà tùy thuộc vào cái hiện trạng thực tế mà chúng ta xây bể phốt sao cho đúng là có 3 ngăn, ngăn chứa, lắng và lọc. Rồi trong lúc mà thi công bể phốt mình cũng chú ý đến vấn đề thông hơi cho bể phốt. Ví dụ mình phải đặt ống thông hơi tầm cỡ ống 34 thì cho thẳng từ bể phốt đi lên thẳng trên mái và cách mái tầm khoảng 30 cm để thông hơi từ bể phốt đi lên và hạn làm giảm cái sự ô nhiễm môi trường cũng như là hạn chế cái áp suất khí sinh ra trong cái quá trình lên men của chất thải rắn ở trong bể phốt. Đối với công ty Tiên Phát số 8 thì trước khi xây bể phốt phải có một đổ bê tông đáy của bể phốt ít nhất dài từ 10 đến 15 phân và có vỉ sắt bê tông. Với việc xây thành bể phốt là xây tường 20 với gạch đinh đặt và tô một lớp hồ, sau đó là quét hồ dầu là hạn chế tối đa cái việc thấm nước ra ngoài. Nếu mà bị thấm ra ngoài thì các vi sinh vật nó sẽ bị rò rỉ ra ngoài, sẽ hạn chế cái khả năng phân hủy của bể phốt. Đối với các đường ống dẫn thì cái miệng nó sẽ nằm ở các ngăn thoát, còn cái đầu sẽ trúc xuống phía ngăn chứa hoặc lắng, để cho các chất thải rắn còn lơ lửng ở trên bề mặt nó tiếp tục lắng xuống dưới và sau đó mới phân hủy thành chất lỏng đi ra ngoài khu ga thành phố. Các bạn biết tại sao mà thành bể phốt thường xây cái pin đặt mà dày 20? Bởi vì á thì cái xây với tường 20 với cái pin đặt cái này á, nó sẽ làm tăng cái khả năng chống lại áp suất, giữa áp suất nước ở trong thành bể cũng như là áp suất ở áp lực đất ở ngoài, cái ngoài tràn vào áp lực đè lên cái thành bể xung quanh của mình đó. Thì việc làm xây tường 20 rất là quan trọng để tăng cái độ cứng, độ chống chịu cho cái bể phốt của mình. Với nếu như mà việc mình xây đúng kỹ thuật bể phốt như vậy thì việc sửa chữa bể phốt
sau này sau khi vào sử dụng thì rất là hy hữu. Thông qua cái clip này, những chia sẻ của mình thì hy vọng mọi người sẽ có những kiến thức bổ ích để sau này thi công cái việc bể phốt đúng cái tiêu chuẩn, đúng như đúng kỹ thuật và có một ngôi nhà như mình mong ước. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn các video lần sau.